Chào các bác, đây là cái đồng hồ của bác Đạt ở Gia Lai gửi cho em. Do bác ấy kê cái giá tiền nó cao quá nên là cái cước nó sẽ cao. Thế nên là các bác lưu ý là sau này các bác gửi cho em, các bác chỉ kê cái đồng hồ mà có vài trăm thôi hoặc là đồng hồ hỏng. Các bác chỉ nói là đồng hồ hỏng đi sửa thì người ta sẽ cước cái gửi sẽ khác hoàn toàn. Nó chỉ cần 20.000 thôi, 25.000 thôi. Đó, nên là cái do bác kê số tiền quá lớn nên là số tiền cước cũng tăng lên. Nên các bác lưu ý là khi gửi chỉ nói là đồng hồ hỏng đi sửa thế thôi, không phải nói gì cả. Đó, thì cái đồng hồ của bác ấy là cái tóc em sẽ phải tháo cái tóc này ra thay cho bác ấy. Đó, tháo cái tóc này ra. Bác nào cần thì liên hệ với em số điện thoại này nhé, 0977 362 814 nhé. Đó, bây giờ em sẽ tháo cái tóc này ra để thay. Cái tóc đồng hồ này của bác ấy là không phải của nó đâu nhé. Đồng hồ tóc của nó là 3 thang chứ không phải 2 thang này đâu. À, em thấy rất là lạ cái đồng hồ này. Tóc này không biết là bác cái thay ở đâu hay là làm gì thì em không biết. Và cái tóc đồng hồ này không phải là của dòng SK. Tí em lấy cho các bác xem. Đấy, và cái này vặn rất là chặt. Không, gần như không vặn ra được. Đó. Rồi em cần lấy cái tô vít khác, cái tô vít kia của em nó mòn, à nó ấy quá này, vặn không ăn thua. Em phải lấy tô vít to hơn. Đây, do tô vít đấy các bác ạ, tô vít của em nó mòn quá. Chắc là cái này phải phải mài lại tô vít thôi. Đấy, chứ lưỡi tô vít này nó khi mà nó không chuẩn nên làm thì nó cũng không yên tâm, không chắc tay. Đấy, và vặn con ốc này các bác thấy là nó con ốc này khá là chắc, chặt, vặn không ra được. Không biết là nó bị cháy gen hay là nó bị làm sao. Rồi, ok, máy nó mới ra các bác ạ. Đấy, rồi bây giờ em sẽ úp nó xuống. Em đẩy nó ra, cái kim. Đó. Đây là cái tóc của bác ấy. Và đây là cái tóc em thay của em này. Đấy, em sẽ bỏ cái tóc này ra cho các bác xem. Tóc của dòng SK, đúng dòng SK nó có 3 thang như thế này. Tóc của bác có 2 thang thôi nhé. Nếu mà đúng ra cái tóc của bác là của cái đồng hồ Senco. Senco chứ không phải là đồng hồ SK đâu. Đó. Đấy, rồi, bây giờ em sẽ lắp cái tóc mới của em vào. Và trước khi em lắp em sẽ phải vệ sinh lại cái tóc này cho khách cho nó yên tâm. Đây, tóc này, tóc mới. Đấy, và kể cả cái cầu tóc này em cũng vệ sinh lại hết cho bác ấy. Và cũng tra dầu luôn vào. Đó. Cho nó yên tâm. Đấy, và em sẽ lắp cái tóc vào đây. Đó, em khóa cái khóa hãm vào. Đó, rồi tiếp tục em sẽ bắt tiếp con ốc này vào. Đó. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra xem độ đông đưa của tóc như nào. Ồ, ok. Đấy, nó phải đông đưa này nó mới ok các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào cái máy. Đấy, trước khi lắp vào thì cái con ngựa này mình phải đá đá cho nó gạt vào trong. Đó, rồi. Đó, mình sẽ bắt con ốc vào. Rồi, bây giờ sẽ bắt con ốc vào. Đó, em sẽ lên quát một căng cho cái đồng hồ này.
Đấy, và cái cầu tóc này nó chưa đúng vị trí này, em sẽ phải gạt cho đúng vị trí thì thôi. Đấy, để chỉnh lại. Đó. Ok. Đó, các bạn thấy là em đã vừa hoàn thiện xong cái việc thay tóc cho bác ấy. Và bây giờ phải theo dõi các bạn nhé, theo dõi để gạt cho nó chuẩn chuẩn chỉ đi, tại vì tóc mới thay ấy, mình phải gạt điều chỉnh nó nhanh chậm. Đấy, bây giờ các bác thấy tít mù rồi đúng không ạ? Rồi, chào các bác nhé.